Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình. Và mời mọi người đến với cái hành trình làm lơ nha mọi người. Hôm nay rảnh thời gian đi làm lơ Đà Lạt nha mọi người. Bây giờ mình một cái hành trình Đà Lạt, từ đây lên Đà Lạt và quay về. Thì mình sẽ chia ra làm hai tập nha, một tập lên và một tập về cho mọi người. Hôm nay thì mình đi với con xe mới, đi với anh Trà luôn. Mọi người yêu thích anh Trà lắm đúng không? Bữa nay đi với anh Trà tài xế luôn, đi với anh Hoàng. Hôm nay mình sẽ làm lơ nha, để mọi người xem, mọi người thấy yêu thích mình thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình nha mọi người ơi. Ok, bây giờ mà hiện tại bây giờ xe mình đang đậu để sắp khách lên nè, để quay sơ cho mọi người xem cái con 00719 nha mọi người. Chưa đâu, 25 ngày nữa. Chung mới chừng tháng. 25 ngày. Được, mua xe mua được không là phải đâu rồi. Mua rồi ấy. Mua rồi luôn hả? Mua rồi đậu nhà đó. Đang dọn hay gì? Đang dọn. Mua 160, dọn 10 triệu nữa. Xe tải hả? À? Xe tải. Trời ơi, xe tải tôi tính đâu, mua xe khách. Mua xe tải làm trước đi. Rồi, rồi xe khách thì từ từ tính sao. 160 bỏ 10 triệu ra dọn lại 17. Đậu nhà kìa. Sợ vào đồ giết vợ đó hả? Không, em tính đi làm ba cái mía. Alo, ghen nhanh ơi. Cháy anh. Đâu anh? Cười cái ai? Đúng rồi. Chào cái ai? Không, xe đó cháy bình thường. Ở tắt cặp bên hông á. Đúng rồi, con tắt trắng á. Trời ơi, năm 21 giờ này còn đây nữa. Chạy gì đó? Chạy gì vậy? Nãy giờ đi biết lâu mà. Cái này cũng biết đủ má. Ai nói chuyện sao với mình nữa rồi. Chuyện gì nghĩ kêu nó vậy? Có gì? Nó đêm nay nó biết sao nó với mình nữa đó, miền đông. Trong cái đông thì phải ngày bỏ đồ mình sao cuối. Lúc có trà đâu mà nói thiệt rồi tình. Dễ quê. Bốn lần. Thư gì? Đúng rồi. Thư gì? Đó. Lũ mẹ thiệt rồi tình. Chắc là có thằng nào nhưng mà cũng có má. Đánh luôn. A1, A2, A2 giường đầu á chị. Đây. Cái bọc đây. Anh có bọc chưa? Nè. Tới Quốc An đang chăm. Xong rồi tới nhà thờ bên đá nữa là rồi. Ghe có chạy cho bả nó không chung, nó mua xe chung. Mua xe thì đâu chạy nữa. Ý tôi nói kìa, xe tải ấy là quyết định nghỉ luôn rồi đó hả? Đúng rồi. Không, có thể chạy lại. Thí dụ như em dọn cái con đường đi xong xuôi hết rồi cho con lính nó chạy, có thể em chạy lại cũng chừng. Tại em tính đi mía mà. Ai lần này có bán có mua là muốn mua xe 34. Không, em muốn mua hàm chính. Bán xe 34 được. À vậy hả? Không. Có chừng chưa lộn mình với mẫu. Má coi có lúa. Có chừng lộn xe mình á. Đậu đi. Chạy sang ta lại. Rước Quốc An hay nữa. Quên rồi, nãy giờ dặn Vũ mua 5 bịch đồ sao nữa.
mua có hai bịch lắm ạ. À. Cửa rút hết hồng rồi. Linh Sưng hả? Linh Sưng phải không? Cái này để lên mà làm móng hay gì? Không sao mà. Rồi lên xe đi em. B1 lên trên đó đi em. Ừ. Anh lơ mà chiên nói chuyện với hot girl không nè, không đi lơ mà lo nói chuyện với hot girl không luôn mà chết luôn. Dừng nghỉ Minh Khải mọi người. Đây, quay sơ cái trạm dừng nghỉ Minh Khải cho mọi người xem nha. Chí Nhân nè, Ngọc Ánh nè, xe Hảo nè. Phía bên kia thì có một cái quán cà phê. À, đây là quốc lộ 1A nha mọi người. À, phía bên đây có một cái sân vườn khá là đẹp luôn mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ vào quán ăn, tranh thủ ăn một miếng rồi tiếp tục lên đường thôi. Ăn xong rồi lên xe ngủ thôi. Làm lơ sướng lắm mọi người ơi. Bây giờ mình ăn xong rồi mọi người ơi. Bây giờ đi vệ sinh một cái. Đây là nhà vệ sinh nữ nha, mình không có vô nhà vệ sinh nữ mà mình đi nhà vệ sinh nam. Đi vệ sinh cái mình ra xe mọi người ơi. Nhà vệ sinh cực kỳ là đẹp, cực kỳ là rộng luôn. Ở nguyên một dàn đèn nè mọi người đó. Nhà vệ sinh nè, đi vệ sinh rồi tranh thủ ra xe thôi mọi người ơi, tranh thủ ra xe tiếp tục cuộc hành trình thôi. Ra xe ngủ tiếp đó, để khi nào lên Sài Gòn quay cho mọi người xem. Ây da, bây giờ ăn xong rồi mọi người ơi. À, bây giờ anh em mình lên xe để khởi hành thôi. Đậu cặp bên mình có chiếc xe Hảo nè. À, cặp bên mình là hai chiếc xe giáp dịp cho mọi người, 00521 và 00719 nha. À, chiếc 521 thì chạy miền Đông, còn 719 thì chạy Đà Lạt nha mọi người. À, cái cảnh ở đây quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây, 00521 đây, 00719 đây. Trạm dừng chân Minh Khải. Phía bên đó có hai chiếc Hảo kìa. À, bên kia có một quán cà phê khá là đẹp luôn mọi người. Ở đây thì có một cái bánh bía khá là bự. Trời ơi, bên kia cũng Minh Khải luôn kìa mọi người. Quá Minh Khải bên kia kìa. Ồ. Ok, bây giờ mình tiếp tục mình lên mình mình ngủ một giấc nữa luôn, tới Sài Gòn luôn mọi người ơi. Ây da. Mới gần 5 giờ. Anh em mình đã tới Gia Kiệm rồi nha mọi người. Trời ơi,
trời đẩy dắt hết tới giờ này luôn. Từ anh Khải ăn đẩy dắt tới giờ này luôn. Giờ này anh bảo anh đang chạy cho mọi người. Còn anh trà của mình thì anh đang phê rồi. Xây giấc mộng ban đầu rồi. Xây giấc mộng ban đầu rồi, cũng đang phê rồi. Vô làm giấc đi. Để bây giờ mình sẽ giờ đường tối, đường vắng nè. Mình sẽ chạy tiếp bảo anh cho bảo anh ngủ nha. Thức đại nhân quá sướng à. Xe của anh em mình đã tới trạm dừng chân tiệm cơm Chính Chi rồi mọi người. Bây giờ theo đáng nhẽ là anh em mình chạy thẳng luôn, nhưng mà khách người ta đói bụng muốn tiêu tiểu ăn uống, cho nên là mình ghé ở đây cho người ta tiêu tiểu ăn uống nha. Đây là tiệm cơm Tám Chi Chính Chi thuộc Madagui nha mọi người. Đó, quay sơ cái tiệm cơm cho mọi người xem nè. Đây tiệm cơm Chính Chi đây. Lê Lợi, Hạ Quai, Lâm Đồng, Đam Ri. Đây bây giờ anh em mình sẽ vô tìm cái gì đó ăn một miếng nha. Hiện tại bây giờ sáng sớm giờ này là chưa được 7 giờ nữa. Chưa được 7 giờ nữa cho nên là xe nó rất là vắng luôn mọi người. Ok bây giờ vô ăn ha. Đây là không gian của quán Chính Chi nha mọi người. Chính Chi sáng có hai xe ghé mà khách cũng khá là đông luôn nè. Khách khá là đông luôn. Đây xe mình đang đậu đây. Xuống nãy giờ mới chịu xuống nè. Xuống ăn uống gì đi, ở nó ngủ hoài. Ngon lắm á. Ê, vậy cho anh tô đó luôn đi em. Tính không ăn mà thấy đem đồ ra ăn ngon quá. Biết sao không? Thấy có rau này nè. Đi ra sớm lên khu Đà Lạt này là phái ăn rau này bò tái này. Đụng rau vô quất hết dĩa rau vô. Mấy Điền Linh nó ghé cho em ở trong kia kìa. Dạ. Ghé cho cũng tích ở trong á. Thì là ở đây là chỉ đặt bản thôi. Bản của công ty, công tích của nó,
biết không? Đó, nó tiếng mới đó. Rồi, cảm ơn em. Quá ngon, quá ngon. Quá ngon nguyên một dĩa rau luôn. Hầm các đài trộn hoài luôn à. Quá đã. Quá đã. Anh vô quán đi quay đồ ăn lắm à. Này anh thấy rồi em quay ra dù sợi dây con tướng này cắt kiểu nói nè bằng tuổi đâu luôn á lại cứu quanh sai đó nha mọi người. Mà đó. Quá trời rút hết thì tô luôn. Đi tiếp. Chạy đi. Thôi chạy đi. Chạy đi. Chạy đi tao live stream chút coi. Chạy đi tao live stream chút coi. Live stream tao bán hàng chút coi. Đây, bây giờ chỉ còn chờ khách ăn xong nữa là ra là anh em mình tiếp tục lên đường nha mọi người. Anh trà sẽ chạy với mọi người. Bây giờ sẽ cho anh trà ve ra. Lên đường thôi. Lên đường. Rồi lên đi chú. Rồi để lại nó đi. Xe luôn.
Lắng chói mặt quá, lắng quá. Khán giả kêu anh quay với anh Trà đi anh, quá thì kêu luôn. Quá chị kêu anh quay với anh Trà đi anh. Bây giờ có anh Trà ở đây. Quay là anh Trà cho mọi người xem nha. Anh em mới ăn xong no đi ra bỏ khách luôn mới ghê chứ. Là ăn xong là no nê bỏ khách. Yeah.
Hết hồn hết vía rồi. Hết hồn hết vía. Tập lái đâu chịu thắng đâu. Ông này quẹo qua tập lái đâu chịu thắng. Làm đủ mà em nói thầy giật mình. Ông thầy hết hồn vậy nè. Thầy tiêu. Còn khoảng nửa tiếng nữa anh em mình tới Sài Gòn nha mọi người. Trời ơi, nguyên một cái vườn nó đốt không còn một cái gì hết. Hỏi sao mà Đà Lạt bây giờ nó nóng là gì? Đốt khai phá hết trơn. Đà Lạt còn 58 cây. 16 chỗ vườn. Xe Đà Lạt. Ai có đi đường đó lần nào chưa? Đi đường đó lâu lắm, dễ dở. Đúng rồi, đi cao tốc chứ ai đâu đi đường đó. Đi đường đó lâu chó. Đi vô cao tốc Liên Khương. Mấy cái mà em chưa thể giờ về dễ mà cắt ghép rồi. Quán cà phê đẹp ha. Tuyệt vời. Tuyệt vời.
giờ là anh em mình đã hết cao tốc Liên Khương rồi, chuẩn bị lên đèo Ren rồi nha mọi người. Qua cái đèo Ren khoảng tầm khoảng 15 phút nữa sẽ tới bến xe Đà Lạt. Chuẩn bị tới bến xe Đà Lạt rồi nghe anh chị ơi, chuẩn bị đồ nghe anh chị ơi.
phê đó 40.000 ly á. Ủa trời. Đúng rồi. Còn lên quán trên đồi thì 70. Trên đồi đâu? Trên đồi này nè. Lên đó nè. Ừ. Lên trên đồi đó mình ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Ghê à. Ừ. Có cái đồi đó nè. Đúng rồi. Bến xe Đà Lạt xin kính chào quý khách. Xe quá nhỉ. Má lấy mình kia là sao tụi ý kiến. Đó, không có gớt chiến được. Phường Tràng không. Cá chê không. Phòng điều hành chung chỉ của Phường Tràng. Phòng điều hành ký lệnh trong phòng điều hành á, ký lệnh trong phòng điều hành á, phòng nào trong đó đó, vậy trong đó đó, về vô đây đi, thôi về gì đi ký lệnh đi về luôn nha vậy, ờ vậy thôi đậu xuôi đi, đậu xuôi đi nè, đậu xuôi sáng đẳng. Hey, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ thì anh em mình đã tới bến xe Đà Lạt rồi mọi người. À, bây giờ anh Trà anh sẽ vào anh đóng lịnh xong rồi anh em mình sẽ quay đầu về liền luôn. Không nghĩ lại một giây phút nào hết. Quay đầu về liền luôn nha mọi người. Để quay sơ cái bến xe Đà Lạt cho mọi người xem nha. Wow, đang đậu ngay cổng luôn. À, giờ này có chiếc taxi đang lên đồ để khách của mình mới xuống nè. À, anh taxi đang lên đồ luôn. À, lên đồ xong rồi chờ anh Trà ảnh ra rồi mình sẽ quay về liền luôn nha. À, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người cái video lần sau nha. Ok.